ấn tượng, khác biệt, chất trải nghiệm bền bỉ và tỉ mỉ. Anh cũng có chia sẻ là từ da cho tới nỉ của bên mình có tới khoảng 500 màu lận, nên thành ra là rất là đa dạng. So I hope you enjoy this very good event. And if you have any questions for me, please ask. I'm here for you. Những cái chi tiết thiết kế rất là tỉ mỉ. Mình rất là thích cái phần ngựa phía sau và hạ xuống. Cái phần dấu mối nó rất là hay. Anh nghĩ nó là đúng là cái từ gần gũi. Bởi vì thực ra cái những cái design này nó mình có thể gọi là timeless. Bởi vì là những cái design này nó khá là cơ bản. Mình chỉ update lên một chút thôi. Và mình tập trung vào cái chất lượng thì cho nên nó đem lại cho mình cái cảm giác nó gần gũi. Nó dễ sử dụng. Thấy rất là ấn tượng cũng như là tôn trọng cái giá trị thiết kế của thương hiệu mang lại, đó là cái sự truyền thống cũng như là cái sự gắn bó của những cái con người cũng như là một cái con người đại diện tâm huyết đến với lại thị trường ở Việt Nam đang rất là sôi động cũng như là nhiều cái lựa chọn hay cho những chủ đầu tư có đẳng cấp. Sofa của Kenly thì nó đập vào mắt anh là nó rất là ấn tượng đó. Nó mang đến cái cảm xúc là có một cái chất gì đó là anh phải cố gắng để đưa Kenly nhiều vào trong cái vấn đề là thiết kế của anh.